Giá gia cầm hôm nay ngày 13 tháng 8, cập nhật giá gà, vịt mới nhất tại các vùng, gà công nghiệp dễ bán. Ghi nhận giá gia cầm hôm nay ngày 13 tháng 8 tại các vùng. Chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay không có biến động mà vẫn chững ở mức vừa phải, việc tiêu thụ khá thuận lợi. Giá vịt thịt ở các vùng miền Bắc giữ ở mức cao. Giá gà công nghiệp hôm nay, trứng giá. Cập nhật giá gia cầm hôm nay tại các vùng. Chúng tôi thấy giá gà công nghiệp hôm nay đang có xu hướng chững lại Giá gà trắng loại trên 3,3 kg mỗi con bán buôn tại các trại miền Bắc giao động từ 26.000 đồng đến 27.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng loại trên 3 kg mỗi con bán ra tại trại ở Thái Nguyên, Bắc Giang. Hòa bình cao nhất đạt 25.000 đồng mỗi kg. Việc tiêu thụ các mặt hàng khá thuận lợi. Trong khi đó, giá gà công nghiệp bán ở trại tại các vùng phía Nam như Đồng Nai, Bến Tre, Long An cao nhất chưa được 8.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng loại qua lừa bán buôn cho thương lái ở các tỉnh Đồng Nai, tiền giang phổ biến ở mức từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn loại một bán ở các vùng hòa bình, Hà Nội giao động trên dưới 85.000 đồng mỗi kg, có nơi chỉ bán được 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà mái di nuôi nhốt bán ra tại trại ở Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định giao động trên dưới 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay vịt thịt miền Bắc cao nhất đạt 39.000 đồng mỗi kg. Khảo sát tại các trang trại nuôi vịt ở Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương. Phóng viên dân Việt thấy giá vịt thịt hôm nay bán ra cao nhất đạt 39.000 đồng mỗi kg vịt bơ, bầu cánh trắng. Giá vịt bơ, di mau thương phẩm bán ở các vùng Ninh Bình, Hà Nam từ 35.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Giá vịt trời bán buôn tại trại ở các vùng Hà Nam, Ninh Bình cao nhất đạt 65.000 đồng mỗi con. Giá vịt siêu thải loại bán thương phẩm cho thương lái tại các vùng miền Bắc cao nhất đạt 80.000 đồng mỗi con. Giá ngan trắng thương phẩm hàng non bán ôm đàn tại chạy từ 43.000 đồng đến 48.000 đồng mỗi kg. Tùy loại, giá ngan già có nơi bán được 55.000 đồng mỗi kg. Giá vịt giống hàng công ty bán ra tại các vùng đồng Nam Bộ giao động từ 11.000 đồng đến 13.000 đồng mỗi kg. Giá gà giống từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng mỗi con úm 1 đến 2 ngày tuổi. Giá trứng gà công nghiệp, Giá trứng gà đỏ bán xỉ ở trại tại các vùng Hà Nội, Nam Định đạt 24.000 đồng đến 25.000 đồng mỗi chục loại nhỏ, loại to bán cao nhất 28.000 đồng mỗi chục. Người nuôi dè dặt tái đàn. Sau nhiều ngày tăng giá và trứng ở mức cao, hai ngày trở lại đây, giá vịt thịt bất ngờ quay đầu giảm sâu làm cho nhiều người nuôi không kịp trở tay. Cập nhật giá mặt hàng này tại trại ở các vùng Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Chúng tôi thấy giá vịt đã giảm còn dưới 40.000 đồng mỗi kg. Có nơi bà con chỉ bán được vịt với giá 35.000 đến 36.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Văn Mạnh, chủ trại vịt hơn 2.000 con ở Trương Mỹ, Hà Nội cho rằng, nếu giá vịt về mức 35.000 đồng mỗi kg thì gần như người nuôi không có lãi mà thậm chí có hộ bắt đầu bị thua lỗ, bởi hiện tại chi phí đầu vào, giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao, kèm theo tình trạng hao hụt đầu con lớn đã làm cho giá thành chăn nuôi bị đội lên nhiều hơn trước. Năm nay gia đình tôi chăn nuôi bết bát quá các lứa vịt đầu năm liên tục thua lỗ, giờ trông cả vào đàn vịt mới để gỡ lại vốn mà cũng khó. Cứ đàn này sắp tới chúng sẽ giảm đàn giống xuống để chăn cầm cự thôi, ông Mạnh ngậm ngùi nói. Dù giá một số mặt hàng da cầm đang giảm nhưng theo nhận định của một số chuyên gia chăn nuôi, Trước tình trạng người nuôi vẫn rẻ giặt tái đàn như hiện nay có khả năng sang quý 3 và 4 năm 2021, khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, nguồn cung các sản phẩm da cầm sẽ thiếu hụt sẽ đẩy giá các sản phẩm thịt da cầm trứng dục dịch tăng theo. Theo tính toán của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2020, tổng đàn gia cầm cả nước hiện đã giảm khoảng 36,26%, từ 512.690 triệu con nay xuống còn 326.769 triệu con. Trong đó, tổng đàn gà từ 409.500 triệu con xuống còn khoảng 266 175 triệu con, giảm 35%. Việt từ 86.563 triệu con xuống còn 60.594 triệu con, giảm 30%. Sản lượng trứng từ 16.681 tỷ quả xuống còn 13.345 tỷ quả, giảm 20%. Một số doanh nghiệp trang trại, trại gia cầm ở các tỉnh buộc phải giảm quy mô sản xuất hoặc tạm ngừng tái đàn vì sản xuất kinh doanh thua lỗ. Ông Sơn cho biết, việc thiếu hụt nguồn cung gia cầm có thể dẫn đến tới nguy cơ nhập khẩu các sản phẩm thịt gà đông lạnh gia tăng. Từ năm 2019 đến nay, gà nhập khẩu chiếm khoảng 20% tổng lượng gà tiêu thụ trong nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới người chăn nuôi mà còn có tác động đến an ninh thực phẩm. Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan cần có các biện pháp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi và chiến lược lâu dài về chủ động sản xuất các nguyên liệu thức ăn cơ bản. Theo đó, kiến nghị cắt giảm 50% thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và các loại phí lệ phí khác để góp phần kìm hãm đạt tăng giá thức ăn chăn nuôi